Để xem hôm trước, đây là cái file hôm trước nha. Thảo, Thảo đọc đáp án cho chị. Cái file hôm trước ấy thì Thảo đọc đáp án cho chị mấy câu này nha. Câu 139 đến 142. Cái file tuần trước mình học ý. Hai tuần trước em chưa xem lại cái record đâu ạ. Nào để bữa khác em sẽ trả sau. Vậy thì Nhi, cái bài tuần trước nha, Nhi đọc với chị đáp án từ 139 đến 142, tại vì cái này cũng giống như đợt với đợt vào bài đầu giờ thôi. Câu này là qua tuần trước mình đó. Đúng rồi, đúng rồi. Em không biết đáp án, bữa em biết ở đâu không nhớ. Nếu mà các em làm rồi thì sẽ thấy nó quen quen, kiểu mình sẽ chọn nó nhanh hơn ý. Cái này là kiểu giờ bài đầu giờ thôi, để chị xem là các em có làm cái phần còn lại không. Vậy thì Minh đã về xem cái phần này chưa Minh ơi? Em chưa. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. À, vậy thì chị Tuyết. 39A, 40D, 41A, 42B, 43A, 44D, 45C, 46B. Thì cả gấp chưa ai làm mà bạn. Thì tôi đọc luôn cả gấp chưa ai làm. À, rồi chị đọc lại cho em câu 43 đến câu 45 với. 43A, Dạ. 44D, 45C, 46B. Rồi đây. Trời ơi, lúc mình không ai gì làm phần còn lại hết. Rồi để em sẵn nói lên đáp án nha. Các em còn lại nhớ về làm nha. 43A đúng rồi nè. Xem. 44D đúng rồi. 45A, 41A, 42, 42B đúng rồi. 43 gì? ABC, ABC, A, B, C. Ô, chị Tuyết làm đúng hết nè. Trời ơi, xịn sò, các em ơi, hôm trước còn cái đoạn này, các em nhớ chụp lại rồi gì, gì? Rồi lát chị lát làm lại nha. Này cũng giống như là cái phần vào bài đầu giờ ấy. Hôm nay thay vì mình vào bài cái kia thì chị check cái này. Chị đọc lại đáp án nha. 39A, 40D, 41A, 42B, 43A, 44D, 45C, 46B. Rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ tới cái file hôm nay học. Hôm nay là full test luôn ý. Rồi, hôm nay có em nào về làm rồi giơ tay lên cho chị. Làm ấy là không phải là làm hết mà là làm tới đoạn, nói chung là có nhìn qua và làm trước thôi. Làm trước tới đoạn nào thì những câu mà làm các em làm đều làm hết rồi thì chị sẽ lướt qua nhanh những cái đáp án, rồi mình sai câu nào mình sửa. Còn những câu nào mà các em chưa làm thì chị sẽ làm chậm lại. Rồi có em nào về làm rồi không ta? Hay là chị chữa hết được không ạ? Chữa hết thì sợ đôi khi nó không kịp giờ ấy. Có nhiều lần mình chữa chậm thì sợ nó không kịp giờ. Vậy thì mình sẽ chữa chữa từng câu theo theo mê nha, nhưng mà
Nhưng mà các em trả lời ví dụ như là chị gọi em nào là em đã trả lời vèo vèo cho chị nha. Trả lời gọi xong rồi trả lời xong giải thích luôn, nghe cho Đúng nghe. rồi, đúng rồi, liên tục luôn ấy là nó sẽ nó khỏi bị mất thời gian. Rồi câu 101 Hạo. Đáp án A, cấu trúc AGO. Đúng rồi. Rồi 102 Hồng. Một chuẩn C ạ. Sao ấy? Do là tính từ sở hữu thì sau là danh từ. Rồi, rồi 103 Minh. 103 của đại 100 rồi em tiêm trở lại 103 chọn B Sao em ở cái này dịch nghĩa này? là dịch nghĩa là chắc là kiểu mỗi 2 năm thì cái ông giám đốc kiểu bổ nhiệm appoint là bổ nhiệm cái người mới này em nghĩ mấy kia thì không phải em dịch mấy kia Cái này deposit gì? Deposit là gì? Cái ban giám đốc hay là cái ban giám đốc, họ sẽ bổ nhiệm một cái người chuyên chuyên gia tài chính mới để oversee cái sự vận hành trong nước của của công công ty ty. Thì the process gửi tiền chứ. là gì? Cái này nó gọi là nó thuộc quyền nợ, nó thuộc cái nói chung là nó thiên cái khoản nợ hơn hẳn. Deposit là đặt cọc mà. Đặt cọc thì nó gọi là nó thiên về nợ hơn. Nếu như mình gọi là mình đặt đặt cọc tiền trước thì mình gọi là thôi, nói chung là đặt cọc predict thì rõ ràng rồi, Tự đoán dự đoán. Còn overrate thì là cái từ vận hành của cái vận hành này. Rồi 104 Nhiên. đáp án C ạ. Sao sao Đây là câu câu giả định. câu giả định. Cái này là thì gì? Cái này theo ở đằng đằng sau đúng không ạ? Theo vế ở đằng sau đúng không ạ? Xét thì theo vế đằng sau đúng không ạ? Thì tôi vẽ đằng sau á. Thì hoặc là như thế nào này, thì cái này đầu tiên là cái này điều hiện tại hết đúng không? Cái Vâng này ạ. là thì điều là hiện tại hết, cái này cũng vậy này, hoặc là bị cái này là bị động thôi. Thì ở đây ví dụ như là đi sau hết là gì? Sau hết là chỉ có thứ nhất là hết và có nghĩa là có đúng không, thì nó sẽ là một danh từ đúng không, nó sẽ cộng với một danh từ có cái gì đó đúng không. Còn hết mà mang nghĩa ở thời hiện tại hoàn thành thì nó sẽ cộng với gì, cộng với bb đúng không. Còn không thì hết mà ví dụ như phải làm cái gì đó thì phải là to verb. Has to Không thì là phải làm cái gì đó, phải làm gì đó. Thì ở đây mình sẽ có, thứ nhất là có, là ở đây là be đúng không, has suggestion. Còn còn không là câu C là hiện tại hoàn thành. Thì ở đây thứ nhất là gọi là mình dịch nghĩa. Còn dịch nghĩa thì cho dễ hiểu, ông này ông ông suggest này nghĩa là có một cái đề xuất rằng là cái cuộc họp bộ phận thì sẽ bị hoãn cho đến khi mọi người quay trở lại từ cái kỳ nghỉ ạ.
Nếu như thế thì em chọn là ổng có một cái, ổng có mà hả? Ông đề xuất, ông đề xuất này. Ổng đề xuất cái gì đúng không? Vâng. Với lại nếu mà em phân vân, em dựng em dịch là ông này ông có một cái đề xuất, nhưng nghe nó cũng hay hay đúng không? Nghe ví dụ như là em dịch là ông này đề xuất thì nghe nó cũng đúng, mà em ví dụ như ông này có một đề xuất rằng nó cũng đúng đúng không? Thì ở đây có ai nhớ là cái phần danh từ chỉ có nói gì không? Cái phần danh từ đếm được thì chị có nhấn mạnh cái gì không? Danh từ Có thằng ép có rồi thằng có em, còn là mạo từ anh. đúng rồi, cái này suggestion là một danh từ đếm đếm được. Suggestion là một cái danh là một cái danh từ đếm được nha, là một danh từ đếm được đúng không? Thì ví dụ như là số, thì số x của nó là gì? Số x của nó phải là có một cái mẫu từ đằng trước, mẫu từ ví dụ như là hoặc là cái gì sở hữu cũng được, nói chung là một cái mẫu từ gì đó đứng trước nó rồi mới tới cái danh từ. Còn không á, còn còn không mà nếu nó là số nhiều á, thì nó sẽ là ví dụ như là một cái cũng là mẫu từ nhưng mà là một không mẫu từ số nhiều cho bạn. Số ít thì chỉ có một một cái thôi, còn không là mẫu, còn không là kiểu như là mẫu từ số nhiều như là sum nè, rồi một cái số, một cái gì đó đúng không? Rồi n, n là gì? N có s hoặc es đúng không? Thì con này nó số x thì nó phải ví dụ như là I have a suggestion đúng không? Đúng không các em? Ví Vâng dụ như ạ. là con này số x thì nó phải là I have a suggestion, chứ nó không có được đứng trơ trơ như thế này. Còn nếu không thì nó phải là chứ không thì nó phải là I have suggestions. Tôi có nói chung là tôi có một số cái suggestion kiểu vậy, chứ không có được chứ không có được số x mà đứng trơ trơ như thế này được. Rồi câu 105, câu 105 chị Tuyết. Rồi, tại sao chị? Câu này thì dịch nghĩa thôi, cái giải pháp thị trường là đứng đầu trong cái đứng đầu thế giới của Europe, của kinh à, của tạp chí kinh doanh thế giới, đứng đầu trong thị giải pháp thị trường là một trong những cái tạp chí kinh doanh đứng đầu của Europe, cái mà đã được Ở đây là Subscribe. chỉ người nha, ở đây là chỉ người thôi nha, À, với cái sự nguyên từ chỉ phân người. bổ trong hơn 50 country, Để xem mấy chị, đầu nước. tiên là chị nói cho em cái surprise respect spectator. Cái này thì ở đây rồi, nhưng mà những cái này thì nó sẽ nghĩa là gì, nó sẽ phân biệt với nhau như thế nào? Participant là người tham dự, với cái sự tham dự, còn cái này là nó phân bổ, A là phân bổ, còn D là tham dự. Là người phân bổ á, Theo dõi à, quên. Đây đúng không? Cái giống như là mình trên YouTube ấy thì mình gọi là người đăng ký. đăng ký. Còn B là spectator là gì? Spectator, người phát biểu. Không, spectator là kiểu người xem Bóng người đá, xem bóng xem đá bóng đá. trực tiếp ấy, đúng À, rồi. chỉ có cái này thôi. Nói chung là ở đây một có thể gọi là bóng đá, nhưng mà nói chung mình hay chú ý đến gọi là cái trực tiếp thôi ha. Nó khác với từ audience. Audience là người xem, cũng là người xem, nhưng mà người xem ở ở dạng kiểu như là nói chung là người xem là chiếc phim. Nhưng mà nói chung là nó ở cái dạng mà
là không ở không không trực tiếp mà là gián tiếp. À, còn witness là gì vậy? Người làm chứng. Và tôi sẽ đem rõ này. À, ok thì cái này là một trong những cái tạp chí business, tạp chí business quốc gia dẫn đầu ở cái Cameroon với những cái một số gọi làm một loại, nói chung là nhiều người, với nhiều người đăng ký trên toàn 50 quốc gia. À, có 106 mi không mi à cà mi có 106 trận C ạ. C em đang phân vân C mi D tại vì cái chỗ mà financial là tính từ đúng không chị? Đúng không, tính từ cái này là danh thế từ. Thế thì chọn C ạ. Còn cái kia, cái đáp án D là thêm nguyên in của chị, động từ thêm nguyên in đúng không ạ? Đúng rồi, cái đáp án D chỉ là động từ thêm in thôi, chứ nó không phải là tính từ nha. Thì sẽ là như thế này. Bình thường đúng không? Bình thường nếu mà theo trình tự như thế này thì em sẽ chọn là chúng ta là trạng từ đúng không? Bình thường, nếu mà thông thường là như thế đúng không? Vâng. Thông thường thì ví dụ như là trạng từ, tính từ, cái danh từ. Nhưng mà ở đây thì chúng ta cần một cái tính từ nha. Tính từ này thì hai cái tính từ nó sẽ đều bổ nghĩa cho danh từ luôn. Ờ, em dịch câu này cho chị nghe đi. Em dịch ra là em thấy được nó sẽ bổ nghĩa cho cái danh từ support. Các cái nhân viên nhận nhiệm vụ quốc tế với cái tập đoàn đây là Winme này nhận mở rộng hỗ trợ tài chính khi tìm thấy cái nơi ở. Hỗ trợ đúng không? Hỗ trợ này. Tài chính đúng không? Mở rộng. Chứ không phải là cái từ hỗ trợ đúng không? Rồi tài chính mở rộng. Em dịch là hỗ trợ tài chính mở rộng đúng không? Thì nó sẽ là danh từ tính từ. Còn khi nào mà em dịch ví dụ như hỗ trợ tài chính một cách mở rộng, mà tài chính thì làm sao một cách mở rộng được đúng không? Khi nào mà em dịch một cách như thế nào đó thì nó mới là trạng từ. Còn đây là em dịch hỗ trợ tài chính như thế nào, hỗ trợ như thế nào, hỗ trợ tài chính, hỗ trợ như thế nào, hỗ trợ mở rộng, đúng không? Thì hai cái này nó sẽ ngang hàng với nhau, nó sẽ là tính từ, dù là tính từ với nhau hết luôn. Hỗ trợ ví dụ như bỏ một cái tính từ là financial đi thì nó sẽ là hỗ trợ mở rộng, cũng như hỗ trợ rộng mở, nói chung hỗ trợ một rộng mở ấy. Còn nếu mà bỏ một cái tính từ từ intensive đi thì nó sẽ là hỗ trợ tài chính. Hai cái này nó gọi là nó ngang hàng với nhau chứ nó không có bổ nghĩa cho nhau, nó chỉ bổ nghĩa cho danh từ thôi. Thì hai cái đều là tính từ nha. 117 Thảo. À, 107 ạ, 107 em chọn đáp án A. À, theo như cái tin tức này thì cái record sẽ sớm được mở ở một cái cửa hàng có cái vị trí thuận lợi ở trên cái Grand Avenue. Đúng rồi, sẽ sớm mở nha. Thì nếu mà em chọn trạng từ đúng không? Thì trạng từ của em bổ nghĩa cho từ nào? Locate. Động từ. Đúng rồi. Thì cái này sẽ sớm mở một cái cửa hàng thì ở gọi là ngự tại một cái vị trí thuận lợi ở cái này. Thì chị hỏi thêm là cái từ
Cái câu này có bao nhiêu cụm chuẩn bị luôn? Chị hỏi như nào nhỉ? Cái câu này có bao nhiêu mệnh đề và có bao nhiêu mệnh Có đề? hai động từ, có hai, một là we be, hai Thì theo em là nó sẽ là hai phần chủ vị á. Nếu mà đầu tiên thì em nói với chị, đầu tiên là chủ ngữ là này đúng không? Rồi, động từ chính là con nào? we. Will soon be open. Nói chung chính là từ open đúng không? Thì chị sẽ hỏi là cái con located này có phải là động từ trong câu không? Phải ạ. Nếu mà em nói nó là một cái động từ chính trong câu thì em phải tìm chủ ngữ cho con này. Chủ ngữ cái này nó mới là con này là chủ ngữ, con này động từ một, rồi một con chủ ngữ, con động từ hai. Các em có nhớ là cái này là phần rút gọn mệnh đề không? Cái này đáng lẽ là phải là which đúng không? Sẽ mở một cái địa điểm which is located đúng không? On ba la ba la đúng không? Nhưng mà nó bị rút gọn đi, cái này là ở bị động, ở dạng bị động nên nó rút gọn đi which is, thì nó sẽ còn mỗi cái này thôi. Thì nó vẫn còn mỗi cái located thôi. Thì cái con located on nó không gọi là động từ trong câu nha. Động từ trong câu chỉ có cái open thôi nha. Rồi, câu 108 không? Tôi ở chân này toán chuyện đi ạ. Tại vì sau although là mệnh mệnh đề thì có danh từ làm chủ ngữ. Rồi, thì chỗ này trước trước ngôn ngữ thì mà chúng ta cũng chả có cái gì khác gì. Rồi, 109 Minh. 109 chọn B ạ. Là kiểu một bài những người fan này thì kiểu xếp hàng ở bên ngoài kiểu khoảng 14 tiếng đồng hồ để mà mua vé trong cái concert. Thì S1S là miễn lại, nhưng mà ở đây là nó để so sánh đi, nhưng mà ở đây nó là so sánh cái độ lâu thôi nha. Bình thường các em học là S1S là miễn là đúng không? Nhưng mà ở đây thì S1S ở đây có nghĩa là nó so sánh ngang thôi, là nó lâu, nó dài, nó lâu thôi. Rồi, câu 110 tiếp chị Tuyết. Chọn C. Câu Thấy này câu này chẳng thấy thiếu gì thì chọn chặn từ. đúng rồi, câu này là tạm từ, nó bổ nghĩa cho từ displace, nó bổ nghĩa cho từ display động từ. Nói chung là nếu mà khi nào mà câu câu của mình thấy nó không có thiếu, nó không có nói chung là thấy những cái thành phần câu đúng rồi thì chọn tạm từ thôi, còn nếu hiểu thì hiểu, nó sẽ bổ nghĩa cho động từ thường. Rồi, câu 111 nhé. Câu này B đúng không Đúng rồi, thì sao? ạ? Dịch nghĩa là khi ạ, khi cái biểu mẫu nó thay đổi địa chỉ thì là được nạp đến cái phòng ban billing, hóa đơn, phòng ban thanh toán, thì sẽ cái hóa đơn này sẽ bắt đầu đến cái địa chỉ tích hợp ạ. Khi mà cái form này thì được nộp đến cái này thì cái hóa đơn nó sẽ chuyển đến cái địa điểm. Rồi, câu 112 mi.
Câu 112 em chọn D ạ. Cái bà Rexer này nói đã nói cô ấy muốn làm việc ở sân bay trước khi mà cô ấy sân bay chấm em được mà bởi trước khi cô ấy nộp cái à vì trước khi cô ấy vì cô ấy đã vì trước khi cô ấy nộp một cái sự đề xuất từ từ trước khi cô ấy nộp, em dịch là trước khi cô ấy nộp đúng không, thì chỗ này phải là cô ấy nộp cái này chứ đúng không? Cô ấy nộp cái đấy trước cô ấy nộp thì cái chữ cô ấy nó phải ở chỗ này chứ, tại vì tiếng Anh thì em cứ dịch theo trình tự thôi, em cứ dịch xuống tới chỉ có cụm danh từ thì như cụm danh từ thì em cứ dịch ngược lại thôi. Vâng, thì em kêu là trước khi cô ấy nộp đúng không, thì cô ấy phải ở chỗ đây chứ tại sao là trước khi chứ bởi cô ấy trước khi là sao à, vâng bởi cô không? Ấy nộp cái sự đề xuất của cái ủy ban ấy là của cái gì ấy à, của ủy ban là đúng rồi, cái sự đồng thuận, cái sự chấp nhận của ủy ban, của hội đồng của ủy ban. Vâng. Chị nhấn mạnh cho em cái từ by nè. Thì sau by thì chỉ có thể là tính đại từ phản thân, nói chung là sau vai thì chỉ có thể là đại từ phản chúng ta gọi là đại từ phản thân, sau bay thì chỉ có thể là đại từ phản thân thôi. Còn she chỉ có thể làm chủ ngữ thôi em ơi, chỉ có thể làm chủ ngữ thôi, nó không có sau giới từ, nó không có gì hết. Còn her ở đây thì cộng với danh từ rõ ràng rồi. Còn hers ở đây nó sẽ bằng với hers ở đây nó sẽ bằng với her cộng danh từ, là cái từ này sẽ được dùng để thay thế cái từ hers cộng danh từ. Thì thường ví dụ như là nó sẽ dùng cái từ hers danh từ trước đó, rồi cái câu sau nó sẽ dùng cái từ hers để thay thế. Ví dụ như là my dog is ready, rồi phải hers is also thì ví dụ như là con này đúng không, là con chó của tôi thì nó đẹp rồi. Còn hers ở chỗ này chính là gì, hers chỗ này nó sẽ bằng với từ her dog, nhưng mà ở trên mình nói từ dog rồi đúng không, bây giờ mình không muốn lập từ thì mình sẽ dùng hers, là nó người ta sẽ tự hiểu là cái danh từ ở trên, cái danh từ của cái tính từ sở hữu ở trên nó sẽ được ghép vô cái từ này, nó sẽ tự hiểu là chỗ này là con chó của cô ấy nha. Ừ. Như thế này rồi, thì cái này là chủ ngữ đó. Rồi cái này nói ra thì chỉ bay thì chỉ đi với đại từ phản thân thôi em ơi, thấy bay là khoanh thôi. Rồi 113 Thảo. Một trăm mười ba em chọn đáp án A. À. Rồi, để xem là chọn A. Câu đấy em chọn, để em chọn danh từ. Danh từ. What invest là danh từ á? Invest là đầu tư mà. Invest là động từ đầu tư mà.
Thì sau bài là verb in nhỉ? Sau bài là verb in. Investment. Mình với là danh từ. Với là danh từ. Thì ta cho em trả lại đáp án B. Rồi, sau bài đúng không? Ờ, sau bài thì mình chỉ có hai thể loại là đầu tiên là mình sẽ có verb in. Ờ, sau bài thì bài đúng không? Thì sẽ có là đầu tiên là sẽ có verb in nè. À, không danh từ. Là verb in thì danh từ là verb in. Verb in. Rồi, thì em chọn verb in đó. Rồi em dịch cho chị nghe câu này nha. Em dịch cho chị nghe câu này đi. Ờ, cái ông này rồi một cái người cũng một người kinh doanh trong khu vực thành công được đã làm quen với từ Fortune. Cái từ nói Fortune. Fortune có nghĩa là may mắn nha em. Em thấy hơi, em thấy cái đầu câu nó hay có kiểu như là ví dụ như có một đoạn văn ấy nó sao kiểu như là unfortunately không may mắn thay ông ấy bị sao đó ba la ba la hay là may mắn thay ông ấy như thế nào đó. Cái từ này đọc rồi sao rồi sao em ông này một cái người dân nhân bởi hành động đầu tư đúng không ông sẽ... bằng sự đầu tư bằng được bởi cái sự đầu tư đầu đúng tư. Không bởi cái sự đầu tư ở real estate là gì bởi cái sự đầu tư ở real estate là gì bất động sản nha. Rồi câu 114 114 114 nghĩ là đề là cái ông này thì được thuê để dẫn dắt công ty through là chắc là vượt qua cái quá trình phức tạp là thông qua ấy. Thông qua cái quá trình phức tạp của cái này cái rồi câu 115 chị Tuyết 15D đằng sau là tính từ nên chọn chọn từ bụng chưa. À quên, động từ dạng nghĩa đi. Rồi, 116 nhiên. 116 D ạ. D, rồi đây sao được đây? Vừa nãy em thấy động từ thì nếu mà em chọn câu D đúng không? Vâng. Nếu mà em chọn câu D thì gọi là chứ cái từ good life cái này để làm chi ta? Ví dụ như là làm gì có cái chủ ngữ chứ sao có tự nhiên tới good life cái một cái tân ngữ cái tự nhiên tới một cái thì được. cái này là chia thì luôn ấy. Cái này là nó đã được chia thì ở tương lai đơn rồi nha. Thì mình sẽ có là would like someone to có không đúng không? Vâng. Và là
Nếu mà bình thường em ví dụ như I would like to to gì đó, còn cái này là would like someone to làm gì đó. Nếu mà I would like to thì là tôi muốn làm gì đó. Còn I would like someone somebody to làm gì đó là tôi muốn người ta làm cái gì đó thôi. Sau đó là to với không nha. À, thế từ would like là mình dư rồi chứ ta. Vâng ạ. Rồi, câu 117 Thảo. Rồi, cái này gì nghĩa? Câu 17 à? Câu 17 cho đáp án A. A thì Thảo định nghĩa cho Thảo định nghĩa cho chị câu này. Gửi gửi một lá thư để cảm ơn ngay lập tức sau khi một cái công việc. Sau khi cái sau khi phỏng vấn một công việc. Phỏng vấn công việc là một tài liệu tham khảo được khuyến khích ạ. Một tài liệu tham khảo. Cái reference là gì? Reference là gì? Có thể là một cái cuộc họp. Reference là sự nhắc đến. Là sự nhắc đến sự tham khảo Thảo. Giống như là ví dụ như mình thường hay mình có cái gọi là cái reference cái này thì có dùng cho sao nhé. Ví dụ như có reference letter là có nghĩa là thư giới thiệu. Và kiểu như thường là cho mấy người mà ở đi sinh viên hay đi lại đi như là chị. Thì reference là thư giới thiệu là có nghĩa là thư mình được người ta đề cập đến mình đúng không, người ta giới thiệu mình, đây là sự nhắc đến rồi. Làm một cái thì ví dụ như là làm một cái sự tham khảo được highly recommend. Research là cái nguồn đúng không, còn sau đó support là tốt. Ví dụ như là câu này thì chị Tuyết chọn câu gì chị Tuyết? D. Là một cái sự thói quen. Thì gửi một cái lá thư. Cảm ơn ngay lập tức sau một buổi phỏng vấn là một cái đề nghị, một cái thói quen, một cái đề nghị thói quen tốt. Một cái thói quen mà highly recommend á. Em dùng cái từ highly recommend rất dễ không nhớ. Em dịch tránh nó bị kỳ. Con này phải là một cái thói quen nha. Rồi, câu 118 mi. Mi ơi, câu 118. Câu 118 em chọn B ạ. Cái ngân hàng này thì không cái quá trình không thể quá trình vay vốn. Không thể nộp đơn vay vốn cho đến khi cái này là gọi là tiến hành nha. À, đấy không thể tiến hành đúng rồi. Không thể tiến hành, cái ngân hàng không thể tiến hành nộp cái đơn vay vốn cho tới khi mà có cái tài liệu gì. Cho đến khi cái tài liệu đúng. Ở cái vế đằng sau thì là gì hả chị? Thì một cái tài liệu đúng thôi, cái document đấy em. Cái tài liệu hợp lý, cái tài liệu đúng thôi. Vâng. Mãi cho đến khi cái tài liệu đúng là sao em? Tại vì cái này là một cái cụm danh từ mà. Sau này nó không thể tiến hành cái đơn vay đúng không? Con này không thể tiến hành cái đơn vay mà không có đúng không? Mà không có cái tài liệu đúng. Được. Quét sao đến danh từ. Con này không thể tiến hành một cái
cái đơn vay vốn được, không thể tiến hành cái đơn vay vốn mà không có các tài liệu hợp lý, các tài liệu đúng. Rồi Hồng câu 19 chọn C. À chọn A. Cái gì nhỉ? Dịch nghĩa làm ơn thông báo cho cái bà này biết rằng cuộc họp đã được thay đổi. Cái gì là vì thế đúng không? Đúng rồi, sâu sát nhỉ. Vì thế visitor vào ngày mai từ cái văn phòng giám sát có thể tham dự. Cái từ sâu sát bằng cái từ gì nữa ta? Từ sâu sát thì mình thì dịch là để mà thì nó sẽ bằng nghĩa với từ gì ta? Không, nó bằng nghĩa với một cái cụm nữa. In order to. Đúng rồi, in order to. In order to nè, sâu sát mà thì nó phải bằng với cái, nếu mà em chọn in order to đúng không, thì nó in order to, thì in order to cộng verb không mà nó sẽ bằng với so as to, còn cái này là in order gì sâu sát thì nó phải bằng với in order sát chứ, sau nó sẽ là một mệnh đề. Rồi câu 20 Minh. Tới Minh là bắt đầu tới câu dịch nghĩa. Câu 20 là em chọn B. B. Em dịch được, em chọn là nếu bạn nào có những trải nghiệm khó khăn về cái quá trình cài đặt thì hỗ trợ về công nghệ sẽ hữu dụng, có sẵn available, có sẵn. Có sẵn về ngày đó trong ví dụ như là có sẵn trong cái ngày đó đúng không, trong cái ngày đó thì gọi là xuyên suốt cái ngày đó chứ. Vậy là D. Đúng rồi. Thì ví dụ như là bạn đang khó khăn trong cái việc mà trong cái việc mà install đúng không, thì cái technical support nó sẽ có sẵn trong cái ngày đó, thì có thể gọi là xuyên suốt cái ngày đó chứ không biết là about được. About là kiểu về cái gì đó thôi. Rồi 21 chị Tuyết. 21 D. Proposal gần nào sự đề đúng rồi, sự proposal sự đề. Là sự đề xuất đúng không? Sự đề xuất. Business proposal ấy là bản đề xuất kinh doanh. Mà rồi câu 122 nhiên. Cái này dịch nghĩa. Là cái áo sinh kit mà bạn là đặt sẵn thì hiện tại là không có sẵn cái màu mà bạn yêu cầu ạ. Đúng rồi, không có sẵn. Nhưng mà chúng tôi sẽ gửi cái request của cái order của bạn ngay lập tức. Rồi, câu 123 là My của Hảo đi đâu là ta? Câu 123 em chọn B ạ. Tại sao em lại chọn cái chỗ exception nó là danh từ trước danh từ thì em chọn tính không? Người exception nó là một tính từ thì em chọn động từ ấy ạ? Trước em chọn động từ. Rồi, em chọn động từ, tự nhiên từ x nếu mà maintain thì phải là maintain chứ ta. Con này cái này nó sai ngay từ đầu rồi em ơi. Đúng không? X mà maintain mà em không phải là maintain ở quá khứ thì hiện tại thì phải là có s rõ ràng hả? Đúng rồi. Thế thì chỗ này chắc có mỗi đáp án B, đáp án C là đúng. Đúng rồi. Ở đây đúng không? Sau X là một cái verb chia thầy. Ở đây có hai mệnh đề là sâu sát. Thì mệnh đề thứ nhất người ta nói rồi, còn mệnh đề thứ hai là X.
Rồi tới cái danh từ thì chứng tỏ cái này sẽ là động vật, động từ chia thì cái này không phải chia thì. Vâng. Cái này cũng chả phải chia thì. Rồi cái này chia thì hiện tại đơn nhưng mà nó sai, nó phải có S. Thì nghĩa có thể là tương lai đơn không? Là câu C đúng không? Rồi câu 124 trà mi. My ơi. Alo alo My ơi, My ơi nghe gì không? Ủa, em ấy à? Trời, đúng rồi. Em cứ tưởng em vừa trả lời rồi, thế này em thôi. Câu 24 em, câu 24 này em chưa làm được. Câu 24 là, câu 24 là trạng từ thì phải dịch nghĩa. Cái này ở cái này trạng từ phải dịch nghĩa thôi luôn. Thì em dịch nghĩa chị đầu tiên là steadily là gì? Một cách gì? Trạng từ thì dịch là một cách gì? Em chưa biết. Một cách đều đặn. Rồi sensibly là gì? Một cách gì? Một cách hợp lý. Rồi exactly là phải đúng nha. Là chính xác ạ. Đúng rồi, chính xác. Rồi câu đi. Consistently. Em chưa, em quên. Liên tục nha, liên tục rồi. Liên tục ha, liên tục, liên. Rồi, thì bây giờ cái này nó khác nghĩa hết thì em dịch nghĩa thôi. Là cái này gần đây nó quyết định để làm gì? Quyết là chuyển. Nó gần đây quyết định chuyển cái nhà cung cấp luôn, đúng không? Bởi vì cái con này nó sao? Nó là trẻ. Liên tục, đáp án D, liên tục mà ship hàng muộn của người trẻ này. Nói chung là em cứ dịch những cái câu bình thường của em cứ dịch theo từng từ tới. Còn riêng danh cụm danh từ thì mình phải dừng lại, mình xác định cái là cụm danh từ, thế là dịch ngược lại là xong. Chứ không có dịch là nhảy từ cái này nhảy qua chỗ khác nha. Cứ dịch như tiếng Việt là dịch đều đặn tới, theo trình tự tới. Trừ ví dụ như chỗ này cộng danh từ nên đúng rồi in này cái này không có, trong này không có, nhưng mà nếu mà xác định là một cộng danh từ thì mình dịch ngược lại là xong. Con này thì nó trễ sao, nó trễ liên tục trong cái việc ship order. Rồi 125 không. Một trăm hai mươi lăm cũng chắc lắm nên chọn A. Rồi A thì nếu mà em chọn A đúng không? Ours thì nếu mà con ours thì chị nãy chị có nói là thay thế cho cái gì không? Nãy chị nói cái từ her dog rồi đó. Her dog rồi ở ví dụ như my dog ở dưới là từ hers đó. Thì ở này cũng giống như vậy đúng không? Ours nó sẽ bằng với cái từ our, cái danh từ. Thì chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là sau con này không có danh từ nha. Bởi vì sao? Con ours nó bằng với our cộng danh từ rồi. Thì sau đó làm gì có danh từ mà chỗ glossaries là danh từ rồi mà. Thì chứng tỏ lại con này đúng không? Cái ze cũng vậy. Cũng lại luôn. Tại vì ze cũng giống như vậy. Sau ze nó bằng với từ ze danh từ. Thì chỉ có thể là sau nó phải là động từ thôi. Đúng không? Thế thì chọn C à? Rồi. C anh. Cái này là gọi là tính từ sở hữu đúng không? Tính từ sở hữu sau nó phải cộng danh từ. Còn ourself thì nó không có cộng danh từ ở đây. Ở đây có danh từ. Có một cái bài trong cuốn sách level 1 ấy là nó nói cái này rõ ràng lắm các em ơi. Hồng có học từ level 1 lên không? Em có học từ level 1. Là trong cái cuốn level 1 ấy nó có tầm bài thứ mấy đó? Bài thứ 5, bài 6 gì đó. Bài 5, bài 6 nó có.
Nhưng mà cuốn level 1 thì coi mát chứ các bạn. 126 Minh. Nên là cô 126. Đấy. 126 em chọn C ạ. Vâng, tại sao? Cái này có gì thì là cái công ty này sẽ kiểu sẽ tuyển nhân viên nếu mà nếu kiểu với cái mong muốn mà để hoàn thành tất cả những cái đơn đặt hàng vào cuối năm. cái fulfill đây là hoàn thành. Rồi, câu 127 chị Tuyết. Sau have app thì cộng với một danh từ Yêu và cầu. dịch yêu cầu với đây thì câu này dịch nghĩa là quản lý bộ phận thì được yêu cầu những cái người mua hàng thì không mang thực phẩm hoặc là đồ ăn vào trong cái cửa hàng Nhưng mà chúng ta lại yêu cầu thôi ha, chứ không phải là được yêu cầu. Yêu à, cầu yêu cầu. đồ ăn. Rồi, câu 128 nha. Một cái cửa nhỏ, cái cửa sổ nhỏ ra trên cái màn hình máy tính ạ. Từ từ em nói hơi nhỏ thì chị bật loa lên xíu. Rồi, đầu tiên là em chọn cái câu gì? Câu C á. Hoàn thành. Đúng rồi, hoàn thành. Rồi, tại sao? Em dịch nghĩa là Đúng rồi khi thì tiến trình copy được hoàn thành thì là một cái cửa sổ lăn nhỏ thì sẽ xuất hiện ở trên trên màn hình máy tính. đúng rồi, cái từ complete này nó vừa là trạng từ vừa là động từ nha. Thế để mình lại chỗ nó là động từ không mà mình bỏ nó ra là sai rồi. Rồi, câu 129 không? Cho mình chín chọn A. Sao Rồi, A là gì? A là gì? là danh từ đúng không? Danh từ. Rồi, em đầu tiên là cái từ đi lên lên cho dễ. Rồi, cái từ ly đúng không? Ly thì sẽ là trạng từ. Call thì là tính từ đúng không? Còn cái này thì là tính từ, còn bé là gì? Động từ ạ. Hình như mic của chị không nghe. Alo, có nghe gì không? À, nghe rồi. Để chị xem cuối cái từ của sao cái này là gì. Chị nhớ là con này cái từ chứ. Ở đây có hai cái từ luôn nhưng nó lại nghĩa khác nhau nha. Ở đây ok. Rồi, ở đây em chọn câu A đúng không? Tại sao chọn câu A? Tại vì em dịch nghĩa cái câu A nghĩa là định kỳ thì ghép vào cái này.
nhé. Tôi viết vào cái này á. Vâng. Nếu mà tính từ đúng không? Thì em phải tính từ thì nó ở vị trí nào? Tính từ thì nó sẽ ở vị trí. Tại vị trí gọi là sau danh từ để bổ nghĩa cho danh từ đúng không? Rồi tính từ nó còn ở đâu nữa? Rồi tính từ nó còn ở đâu nữa? Tính từ nó còn ở sau to be đúng không? Thấy to be là mình nhớ đến tính từ liền. Sau to be. Ở sau to be. À sau những cái linking verb. Rồi ở đây em có thấy cái nào để chọn tính từ không? Nếu mà em chọn tính từ thì em phải xác định được một trong những cái yếu tố nào để chọn được. Này, thì cái người dân ở khu vực này đúng không? Thì họ được yêu cầu là được yêu cầu phải dọn cái thùng rác. Định kỳ á, ý em là em kêu là được yêu cầu dọn thùng rác định kỳ đúng không? Vâng. Nhưng mà ở đây nếu mà theo tiếng Việt mà nó dọn thùng rác một cách định kỳ, dọn thùng rác định kỳ, nhưng mà tiếng Anh mình phải hiểu là dọn thùng rác một cách định kỳ nha. Ờ thế thì coi. Thì vì ở đây là động từ thương mà. Động từ thương mà. Tiếng Việt mình thì mình có thể nói là dọn thùng rác định kỳ. Nhưng mà tiếng Anh thì phải là mình phải xét thử đó là động, xét thử động từ này là động từ gì. Dọn phải là dọn thùng rác một cách định kỳ nha. Bây giờ ý động từ chứ không phải dịch nghĩa đó, chứ không phải dịch nghĩa như thế. Còn ví dụ như chọn tính từ thì phải là sau danh từ bổ nghĩa cho danh từ thành tựu danh từ, sau to be và sau linking verb là những cái từ như là việc mình become and taste và smell, nhưng là những cái từ về cảm giác xúc giác nữa. Rồi câu 130 em chọn C ạ. Tại sao? Cái gì thuê ở dưới thành phố, thuê ở dưới khu vực thành phố thì ở trên cái thị trường. Câu này em thấy nó không xuôi lắm. Xong rồi cho cái khoảng thời gian là 3 đến 6 tuần trước khi mà họ bán. À thế thì đáp án B ạ? B á. Rồi, đầu tiên là retail cái là gì? Cái chỗ này em dịch bị cái cụm danh từ này em dịch sai rồi. Retail có nghĩa là bán lẻ nha. Rồi property ở đây là gọi là thiên về tài sản đất đai á. Tài sản mà ở gọi là ở lĩnh vực đất đai nha. Thì sao? Đất đai bán lẻ ở cái khu vực downtown thì nó ở lại stay on, nó ở lại cái thị trường, nó ở trên thị trường đó. Trong một cái định kỳ từ 3 đến 6 tuần trước khi mà chúng được bán, nó ở trên cái thị trường nha. Đất đai bán lẻ ở cái khu vực downtown thì nó sẽ ở trên cái thị trường mà định kỳ từ 3 đến 6 tháng hoặc là 3 đến 6 tuần trước khi chúng được bán ở trên market nha. Không phải là ở trên cái place là vị trí nữa. Nơi ở ở cái gì trường cơ. Rồi câu này bài dịch đầu tiên là Minh dịch cho chị đoạn đầu và chọn hai câu luôn. Em chưa làm bạn thầy cơ. À, thì bây giờ em vừa dịch gì làm đấy. Tôi muốn nhắc nhở mọi người rằng sửa chữa cái hệ thống điều hòa không khí.
Nói chung là có nhiều tòa. Của cái tòa vâng, nhà. sẽ bắt đầu vào ngày mai. Chấm chấm họ sẽ chọn luôn hay là dịch hết ạ? Rồi, thì bởi vì cái câu dài đúng không? Thì nó sẽ liên quan đến câu trước hoặc là câu sau. Thì bây giờ mình có câu trước mình thâm dịch câu sau luôn nếu mình còn hiểu nó nói cái gì. Họ sẽ kiểu họ sẽ do their best nó mà kiểu như là cố gắng hết sức. Được. Trong suốt ở vậy ở đây đúng không? Trong suốt cái sự vận hành. À đâu, em nhìn nhập 132. Để làm cái gì? Disturb là sao nhãng không? Để không làm sao nhãng cái vận hành của cái office. Thì thường ví dụ như là hot là thường là cái gì? D ạ. D á, nó có không á. Hay nó tu ạ? Đúng rồi, nó not till thế em thường ví dụ như là nói chung là chỉ thấy mấy cái mình not thì mình phải not till thôi chứ không có khi nào mà not gì hết. Họ cố gắng kiểu làm tốt nhất để không bị sao nhãng trong cái quá trình vận hành. Rồi, còn cái câu trên này. Câu trên này thì để xem nó liên quan gì. Rồi em dạy cho chị, em dạy cho chị bốn câu này luôn. Bảo trì thì sao? Vâng, thì sẽ bắt đầu sửa vào một tuần từ thứ tư. Sẽ bắt đầu sẽ có cái con contractor là gì? Contractor là kiểu người làm hợp đồng rồi, làm việc trong cái nhiều cái phần đa dạng, nhiều phần khác nhau của trong cái tòa nhà đấy. Chúng ta sẽ yêu cầu ước lượng giá cho cái hệ thống mới này. Quản lý của bạn sẽ cung cấp cho bạn cái thông tin xa hơn, thông tin sâu hơn. Thông tin thêm mà. Thêm. Rồi thì ở đây sẽ chọn cái người ta. Tôi muốn nhắc nhở mọi người rằng cái việc sửa chữa đến cái hệ thống điều hòa trong cái building thì sẽ bắt đầu ngày mai. Palapala rồi họ. Nè, cái này em thấy họ bây không? Bây giờ B. Trước đó người ta có nhắc gì không? Đúng không? Trước đó người ta chỉ muốn thông báo với mọi người thôi. Rồi họ là ai? Họ sẽ cố gắng gấp hết sức để không làm gián đoạn, đúng không? Để không làm gián đoạn cái vận hành của công ty. Là em chọn câu gì? B đúng không? Vâng. Nè, thường là những cái câu mà nằm giữa đó nó sẽ liên quan đến một trong hai câu này. Và cái cách nó liên quan thường nó sẽ dùng cái từ thay thế nha em. Nói chung nó làm kiểu gì mà ví dụ như là câu trước thì câu sau nó sẽ không có dùng nguyên cái từ đó lại, nhưng mà nó phải thay thế, ví dụ như thay thế ngày đó nó làm cái gì thì lúc đó, ví dụ như nó kêu ngày đó thì nó kêu là những ví dụ như trước đó nó nói với em một loạt ngày đúng không, thì sau đó nó sẽ kêu là những ngày đó, hay là ví dụ như ở đây cũng vậy, nó nói đến người đúng không, thì ở đây nó sẽ nói là họ, nó sẽ phải dùng cái từ thay thế. Chứ trên này em thấy có nhắc đến họ, có nhắc đến ai không? Chứ là nó kêu mọi người, nó nhắc đến everyone. Chứ chẳng lẽ sau đó nó kêu là họ, họ là everyone, đâu phải đâu. À, dịch luôn cái câu sau luôn em ơi. Intern là lần lượt. Thì đó cũng... Lần lượt hãy cho phép họ vui lòng cho phép họ làm những công việc của họ và kiểu đề cập bất kỳ cái câu hỏi hoặc những cái băn khoăn nào cho tôi. Đưa ra những cái thành viên của đội team tôi thì tour thăm sẽ được đến
thăm cái building, đến thăm cái tòa nhà này. Đi vào đây. Và cái ngày và cái ngày vào thứ tư để đảm bảo rằng công việc được thực hiện được một cách vừa để đảm bảo rằng tiến hành đang được tiến hành đúng đắn, đang được tiến hành hợp lý đúng đắn. Thì ở đây là gì? Cái ngày nha. Ngày vậy là xin. Xin. Ví dụ như trong hiện tại hoàn thành thì nó là một cái mốc thời gian đúng không? Thì em mới chọn ngày được. Nhưng mà trong một câu bình thường thì xin nó thường mang nghĩa là bởi vì hơn. Vậy là during the day. Đúng rồi, trong suốt cái ngày đó. Cái thành viên trong team của tôi thì sẽ đến thăm cái tòa nhà trong suốt cái ngày đó, trong suốt cái ngày vào cái thứ tư để đảm bảo rằng cái công việc thì nó sẽ được tiến hành một cách hợp lý, cách đúng. Tôi yêu cầu rằng tất cả mọi người thì hãy kiên nhẫn cho đến khi cái sự sửa chữa được hoàn thành. Cảm ơn xin đã về là trước nha. Trước rồi. Cảm ơn bạn trước cho cái sự in trước thật in. Cho cái sự C đúng không? C là nói chung là C thì có dùng cái từ in đó, nhưng mà cho cái sự hứng thú của bạn. Ai đi sửa chữa rồi sao cảm ơn cái sự hứng thú của mình. Đây là IB ạ. Cảm ơn, đúng rồi. Cảm ơn B là hợp tác. Hợp tác. In đây không phải là in mà muốn ghi cái từ này đâu. In không phải là từ là liên quan đến từ này đâu. Mà in là in this matter. Là trong cái vấn đề này. Chứ không phải ý em lại muốn nói là in progress. In đúng không? Vâng. Nhưng mà ở đây cái từ in là của in this matter. Là trong cái vấn đề này. Chứ không phải là in đi theo nha. Rồi. Chị ơi, em thắc mắc cái câu ba mốt đi ạ. Tại vì cái chỗ này nó bảo là tôi muốn nhắc nhở mọi người rằng cái sửa chữa tòa nhà, cái sửa chữa cái hệ thống tòa nhà sẽ bắt đầu vào ngày mai ấy, mà hôm nay thì lại là thứ ba, được gửi từ thứ ba. Thì ở dưới này nó bảo là cái phòng cái khu ấy là cái phòng duy trì sẽ bắt đầu sửa chữa một tuần từ ngày thứ tư, thì họ sẽ cố gắng không gây ra tiếng ồn ào nhất ấy. Em tưởng câu A chứ. Thì dây nó thay cho cái chỗ the maintenance ấy ạ. Men tôi đúng bên là đường tibet mới nhỉ. Rồi, nếu mà Hồng ở câu này em chọn là câu nào? Hồng với Tuyết với Nhi luôn. Để xem có em nào có câu trả lời nào mà nó hợp lý, nó thuyết phục không ta? Nếu mà câu 31 thì em chọn A. Phòng bảo trì sẽ bắt đầu làm sửa chữa một tuần từ thứ tư. Mà hôm nay gửi thì là hôm thứ ba, cái gì ngày mai phải thứ tư chứ. Vâng, đúng rồi, em nghĩ thế. Ok, hai câu nào thì rất là dây thì thay thế cho hai. Thì là thứ ba. Thì xem thứ ba, vì nếu mà trong khi của trung tâm ấy, nói chung là trung tâm chỉ giao khi thôi. Hai cái này một lý mình nói xong cái
Đôi khi, nói chung là đôi khi thấy khi của trung tâm cũng hơi nên nếu mà mình vẫn chọn bi, mình vẫn thấy câu bi đúng hơn, tại vì tại có cái câu dây đằng sau ấy. Tại vì có dây đằng sau ấy, và cái câu dây đằng sau nó sẽ là họ sẽ cố gắng tốt nhất để không phá vỡ sự vận hành của văn phòng, mà cái the maintenance department của câu A ấy, thì nó như nói là một bộ phận của văn phòng ấy, là một bộ phận kiểu bảo trì chứ không phải là vấn đề sửa chữa, còn là cái này là sửa chữa như kiểu là thuê ngoài. Câu B chị định như thế nào chị? Cái nhà thầu này sẽ làm việc ở tất cả các bộ phận trong tòa nhà. Tự nhiên hoang mang nhỉ? Sao thì cũng hay hay đó. Là cái người viết thư là bộ phận maintenance, là bộ phận ấy thì ông ấy sẽ không phải thể nói là cái bộ ông ấy cái bộ phận đấy sẽ bắt đầu sửa chữa vào ngày ai, vì ông ấy đang viết thư cho tất cả mọi người khác. Mình nên mình cũng phân vân A và B sau một bầu thì mình vẫn chọn B. Đúng rồi, chị Tiên nói cũng đúng. Thôi chị ghi chữa câu khác đi, tí nữa câu này quay lại sau. Không, nhưng mà nếu như này thì nó có sẽ có được cái ngày thứ ba rồi. Thì trên này nó sẽ không có đề cập đến ngày thứ ba nha. Thì thường thường người ta sẽ tránh cái lặp, tránh lặp từ ấy. Thứ nhất là ví dụ như là thường là người ta sẽ tránh lặp từ đúng không? Ở dưới là có cái từ cái thứ tư rồi đúng không? Thì ở trên với chúng nó người ta nhấn mạnh thứ tư, xong ở dưới thì người ta có thể nói là cái ngày đó được rồi đúng không, ví dụ như người ta ở trên người ta nói đề cập đến giống như câu A là đề cập đến là ở thứ tư, thì ở dưới người ta sẽ nói là trong cái ngày đó được rồi, chứ người ta sẽ không gọi là không đề cập ở dưới mà ra ngày thứ tư như thế này. Rồi cái vận hành chi tiết nhất hơn là cũng hợp lý, tại vì cái vận hành của văn phòng thì phải là người khác làm. Chứ maintenance department thì nó lại là một cái bộ phận trong cái văn phòng của mình rồi. Nên là mình sẽ đánh giá không. Rồi bây giờ Nhi dịch cho chị đoạn này ha. Rồi chọn cho chị hai câu 135, 136. Nhi ơi, Nhi ơi. Alo ạ. Rồi, chị nghe rồi. Vâng ạ. Thank you. Dịch cả, dịch hết à chị? Đúng rồi, em dịch cho chị có đoạn, đầu tiên thôi nha. Là thank you for, rồi launch. Application. Cảm ơn bạn đã đăng ký cho khoản vay kinh doanh với cái môn banh này ạ. Của cái này bạn đã có thể chứng minh
cái gì chị nhỉ? Elixir. Cái này là gọi là cái khả năng, gọi là có đủ khả năng ý. À, để chứng minh cái khả năng của bạn, khả năng của bạn cho cái chương trình khoản vay vốn ngân hàng này ạ. Cho cái chương trình hỗ trợ khoản vay. Em nghĩ con em cái này em chọn B ạ. Không biết có đúng không? Mọi người là cái này thì đã rất đã rất tốt rồi ạ. Dạ. Nó rất sao? Rất tốt hả chị? Ô, cái này không phải là để không phải là cái từ này, nói chung là cái từ greatly đây là trạng từ có thể bỏ được nhé, kiểu như là nó trong cái phí sửa của bạn ấy, còn greatly là kiểu bỏ vô cho nó hay, gọi là trạng từ bỏ vô cho nó hay thôi chứ nó không có bổ nghĩa cho ai hết nha. Cái điều này thì đã really enjoys favor at you. Favor, em quên cái từ favor là gì? Favor là cũng như là sự ủng hộ. Sự tốt cho sự, cái này, trong cái sự ủng hộ của bạn. Như là bởi vì cái đăng ký của bạn, cái sự đăng ký của bạn thì đang được cân nhắc. Chúng tôi có thể báo cáo cái quyết định của chúng tôi ngay bây giờ để để đến theo dõi đúng không, rồi download là tải đúng không, tải xuống ạ. Modify là phân loại đúng không, phân loại. Approve là chấp nhận. Đi em nghe đi ạ, để chấp nhận cái đăng ký khoản vay của bạn ạ. Chấp nhận cái đăng ký khoản vay của bạn. Rồi, câu 36 là em chọn this. Câu 35 em chọn this, câu 36 em chọn approve. Thì ví dụ như đầu tiên là câu 35 thì em chọn trực tiếp hay là em chọn theo kiểu loại bỏ? Loại trừ. Em loại trừ nó, em dịch. Em ghép vào thấy không hợp lý ạ. Đúng rồi, cái từ many không thể làm chủ ngữ được. Và từ each không thể làm chủ ngữ được. Còn whichever visit thôi. Mà whichever thì trong này dịch nó không có hợp lý. Là this ở đây sẽ bổ nghĩa cho là this ở đây có nghĩa là thay thế cho quyền cho cái việc mà bạn có thể chứng minh cái khả năng của bạn trong cái chương trình hỗ trợ tài chính, hỗ trợ khoản vay. Và this nó sẽ nguyên cái câu này luôn, thì nó là trong cái nó thì trong một cái gọi là một cái ân huệ, nó thì là một cái ân huệ của bạn, bởi vì các application, cái đơn của bạn đang được xem xét. Chúng tôi bây giờ có thể báo cáo cái quyết định của chúng tôi để đồng ý, đúng không, để chấp nhận, để đồng ý cái khoản cái đơn vay của bạn, cái đơn vay vốn của bạn. Rồi, câu 137, 138. Không, vậy chỉ chị từ cái chỗ moon bank
đến hết nha. Cái môn banh này thì cái gì cái môn banh này sao thì hài lòng, rất là gọi là vui vẻ, hài lòng, sẵn lòng, được hài lòng, đã hài lòng với cái offer của bạn về một khoản nợ 50.000 đô, dưới 50.000 đô. Dưới là dịch từ cái này dịch tới mà thì phải là một cái khoản vay 50.000 đô dưới cái điều khoản. Dưới cái điều khoản và cái điều kiện đã thiết lập trong cái enclosure là gì? Enclosure có nghĩa là bình thường em học anh enclosure là gì? Enclosure là đứng kèm đúng không? Đúng không? Enclosure là đứng kèm. Thì enclosure có nghĩa là tài liệu đứng kèm. Enclosure là tài liệu đứng kèm. Nó sẽ bằng với từ mà enclosed document. Enclosed nó sẽ bằng enclosed document. Rồi. Làm ơn cho tôi biết vào 1 tháng 8 liệu rằng bạn dự định chấp nhận cái đề nghị này. Thì câu 137 em chọn đi. Em chọn C. Liệu rằng đúng không? Làm vui lòng cho tôi biết vào cái ngày mà trước cái ngày 1 tháng 8 thì liệu rằng bạn có chấp nhận cái offer này không? Vâng. Thì cái câu 138 liên quan đến câu trước nha. Bởi vì nó chỉ có một câu chỗ này thôi. Câu 138 đi. Chúng tôi không thể đảm bảo đúng cái điều khoản của khoản nợ sau cái ngày đó. Thì ở đây ví dụ như là em căn cứ vào cái nào mà em chọn câu đi. Cái 1 tháng 8 kia trước mà 1 tháng 8 đấy. Là cái ngày đó đúng không? Là cái ngày by ngày 1 tháng 8. Thì ở dưới sẽ nói là after that day. Trước cái ngày đó. Và xuống dưới thì feel free to contact me. Rồi, cái đoạn tiếp theo. Một đoạn dài luôn. Vậy đoạn tiếp theo một đoạn dài. Chị Tuyết. Cho cái lần đầu tiên thì những cái người cái gì nhỉ? Xe trong cái này là người lấy xe đạp ấy, người lái xe đạp trong cái cover gì đấy sẽ có quyền để sử dụng cái đường chính trong thành phố. Chọn đáp án C, sẽ có quyền, sẽ hơn nhất là được cho phép ấy. được cho phép cái đường chính trong thành phố. Trong thứ ba thì cái chính quyền thành phố đã khuyến khích trong cái gì nhỉ? Engage in là gì ta? Tham gia cái gì đấy hết thực ba đây đây cái cuộc tranh luận. Thì đây là tranh luận, nó tranh sôi nổi, okay. Nóng tranh luận sôi nổi. Cái cuộc tranh luận. Cái câu 40 chọn B. Cái cuộc tranh luận này sẽ bao gồm cái việc dừng nơi mà những cái người lái xe có thể nhận được đồ ăn. Như kết quả thì chính quyền thành phố đã kết quả cuối cùng được đưa ra là dựa theo cái tỷ lệ cái final là cuối cùng này. Kết quả as a result là kết quả là hội đồng
hội đồng hội đồng gì đã bỏ phiếu cho cái việc phải mơ ập là cho cái việc gì đó là cho cái việc cho phép cái cuộc thi này À, ok, à, cái lịch trình sẽ bảo cho cái lịch trình hiện tại lịch trình là vào ngày mùng 9 tháng 9 ngày mùng 9 tháng 9 để 41 để chạy xuyên suốt cái trung tâm à, đúng rồi, chọn 41 chọn C để chạy xuyên suốt cái trung tâm trước khi mà băng qua cái cầu gì đấy. Toàn bị gì trong vài một vài năm gần đây thì một vài người ở những một vài người gái xe đạp thì có phàn nàn rằng cái cuộc thi này quá là ngắn thì chọn đáp án A thì kết quả là năm nay cái cuộc thi này nó sẽ dài hơn để bao gồm cả cái bằng đi qua cái cầu này đi qua cái cầu này là một phần của cái cuộc đua cái hướng rồi những câu này thì em thấy là hợp lý rồi nhưng mà câu 140 thì nếu mà câu 140 thì chị sẽ dịch câu trước với câu sau đúng không thì em đúng 8 năm trước tại mình dịch một loạt các câu trước đều hình như là đều thời quá khứ mà đây người ta đang nói về thì tương lai nên là chọn đáp án B các câu ở dưới đều nói về thì quá khứ đây là lần đầu tiên thì những người lái xe ở đây thì được sử dụng cái đường chính câu thứ ba lần này thì câu thứ ba này thì cái cuộc tranh luận rồi cũng là kết quả là cái hội đồng này cuối cùng cũng đã đồng ý cái việc mà cho phép cái lái xe cho phép cái cuộc đua thì nó sẽ là tương lai như sau. Ủa, chị nghĩ nó là tương lai sao? Ví dụ như là ở đây đúng không? Thì trước câu trước của nó là vào thứ ba này đúng không? Vào thứ ba này thì có hội đồng họ đã tham gia vào cái tranh luận. Rồi câu tiếp theo rồi bỏ câu này ra đúng không? Thì tiếp theo là vào cái kết quả của, thì cái hội đồng họ cũng đã chọn, họ cũng đã đưa ra cái sự đồng ý gọi là đưa ra cái cho phép hoặc là đưa ra cái việc mà cho phép cái đường đuôi hai câu này quá khứ rồi thay đáp án câu 40 là cái câu sau đó họ mới đồng ý mà họ mới cho phép mà rồi, câu trước lại là định lưu thay đáp án câu này là câu bao nhiêu vậy? Đáp án của câu này là câu A. Thì để em nói sau câu này là đây là lần đầu tiên mà những người lái xe đạp trong cái cuộc đua này đó thì được gọi là được sử dụng cái đường chính trong thành phố. Phần thứ ba thì cái hội đồng thành phố họ đã tham gia vào cái cuộc tranh luận thì cái ông sau một cái thời gian dài cái ông này á là một cái người gọi là một cái đối thủ lâu năm đó. Nói chung là cái ông này đi thì đã được thuyết phục để thay đổi cái tư tưởng của ông. Rồi kết quả là gì? Theo kết quả thì cái hội đồng này họ cuối cùng cũng đã vote, cuối cùng cũng đã đồng ý trong cái việc mà cho phép cái đường đua này. Và bây giờ thì nó được lên lịch vào ngày 9 tháng 9. Để chị xuyên qua cái trung tâm thành phố. Ok. Nhưng mà em lại hiểu cái em đầu tiên là cái thầy là nó hơi bị loạn rồi chị ơi. Ờ thì cái em đã ở trên này họ
tranh luận đúng không? Lúc chị làm chị nhìn phát câu trên Win là cô cứ chị cứ Win thì tìm chị không có dịch thế này đâu dịch quá kiểu bấm giờ để làm. Tại vì cái này là ở ví dụ như thứ ba là quá khứ rồi đúng không, họ tranh luận rồi câu rồi chấm 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 rồi sau đó là thông qua cái kết quả đó thì họ đã vô thì cũng là quá khứ, thì giữa nó cũng phải là gì liên quan đến quá khứ. The new course thì ở nhiều khi đề cập tới ông này đã được thuyết phục để thay đổi cái tư tưởng của ông, rồi cái kết quả rồi dẫn đến kết quả là gì sao. Và những câu tiếp theo thì đúng rồi nha. Rồi để xem đoạn ở câu đầu tiên thôi, hai đoạn đầu tiên từ thank you đến be relevant là me và me. 143 em chọn đáp án A. Cảm ơn bạn cho cái sự giới thiệu tôi tới cái nhóm vào ngày buổi sáng hôm qua. Cái introducing thì nó không phù hợp lắm. Tại sao lại không phù hợp? Introduce thì là giới thiệu, kiểu như giới thiệu bản thân của mình ấy. Còn recommend cũng là giới thiệu nhưng mà nó là giới thiệu, chắc là giới thiệu người khác, em đoán thế. Cái này thì bình thường chị ấy là nếu mà theo kinh nghiệm của chị thì hay cũng gọi là giới thiệu mình với người khác ấy, giới thiệu gọi là giới thiệu bản thân mình với người khác thì hay chọn gọi là introduce hơn em ơi. Giới thiệu để gọi là cảm ơn cho các bạn giới thiệu bản thân giới thiệu tôi đến cái team vào sáng hôm qua. Còn cái từ recommend là kiểu cũng gọi là nó không có giới thiệu rõ ràng, cũng chỉ là gọi là gợi ý đề cập đến thôi em ơi. Cái từ recommend là cũng giống như là đề cập tới thôi. Đề cập đến thì nó lại không có kiểu như gọi là phải giới thiệu mình, phải giới thiệu mình đến cái team. Chứ là đề cập thì như là đề cập thì nhắc, chỉ là gọi là nhắc đến cái tên thôi. Recommend là gọi là chỉ đề cập để nhắc đến cái tên thôi. Introduce là gọi là nói rõ ràng ra, giới thiệu rõ ràng ra luôn. À đúng rồi, cái đoạn này nó bảo là cảm ơn bạn đã giới thiệu tôi. Thì đúng rồi, giới thiệu tôi thì kiểu như introduce thì là giới thiệu bản thân của mình ấy đúng không chị? Đúng rồi. Như đoạn này em bị lắc. Còn recommend là kiểu gợi ý hoặc là đề cập đến thôi. Thì thấy recommend thì không ai dành cho người đó thôi. Ấy là hồi giờ chị cũng chưa gặp là cái từ recommend, ví dụ như recommend một cái gì đó, ví dụ như là nhắc đến đi gọi là gợi ý một cái gì đó, như một món ăn hay là recommend một cái ý tưởng, nói chung là hay là một cuốn sách, nói chung là cũng không, chị không thấy, chị không thấy recommend mà gọi là giới thiệu người nha, chị thấy. Rồi đại tiếp theo in preparation. Thì tôi muốn quan sát các cái nhân viên hàng năm qua hàng năm ở đâu, hàng năm thì chưa thấy cái từ hàng năm manual ý à? Menu annual với là annual với là hàng năm, trời giống y như thằng học trò học trò. Có một bạn chị kèm, chị có một bạn kèm số ít ổng, thì ổng nói giống y em luôn, manual ông nhầm là từ hàng năm. Em manual là gọi là cái cuốn sách hướng dẫn ấy. Vâng, chính sách hướng dẫn chính sách các cái nhân viên. Tôi đã nhận một cái vé từ Enendarabin. Tôi muốn đánh giá cái chính sách ấy trực tiếp. Hay là tôi nhận một cái quảng bá nhỉ? Hình như là đáp án D. Tôi nhận được một cái quảng bá từ Enendarabin này. Tôi muốn đánh giá trực tiếp. Đầu tiên là khi trong trong quá trình chuẩn bị đúng không, thì tôi
Thì tôi muốn xem qua look over xem qua cái cuốn sách hướng dẫn cho mà cái sách hướng dẫn cái chính sách của nhân viên. Hay là có một cái sách một nói chung là vô công ty thì mình sẽ có cái bản hướng dẫn này chị. Đúng rồi, những cái chính sách của công ty thì nó sẽ bỏ vô một cuốn sách đó, thì gọi là cái sách mà trong đó có cái chính sách của công ty cho nhân viên đi. Rồi thông qua đó mặc dù thì tôi đã nhận cái gì từ cái bài này, nhưng mà tôi muốn review, tôi muốn xem qua những cái chính sách này chi tiết hơn. Thì là tôi nhận đấy, thì tôi đã nhận cái quảng cáo từ cái gia viên này, thì tôi muốn đánh giá trực tiếp nó. Ấy là ví dụ như là khi mà em vô cái team này đúng không, thì bài này bác sẽ nói cho em đúng không, bác sẽ nói với em một số thông tin, nhưng mà em muốn nhận được cái policy này một cách chi tiết hơn thì ở trên đây lắm. Ở trên này em sẽ nói là tôi muốn xem qua cái chính sách này, nói chung là tôi muốn xem qua những cái chính sách này. Là sao ta? Nè, nó ở trên này nó muốn nói là tôi muốn xem qua, đúng không? Tôi muốn xem qua những cái chính sách này đúng không? Rồi nó kêu chỗ này nó kêu là mặc dù tôi đã nhận gì, tôi nhận gì đó từ bà này thì phải là tiết kiệm, thì không phải là signature thì chữ ký thì liên quan gì đâu. Còn promotion là quảng cáo, thì summary là bản tóm tắt đúng không? Thì phải là mặc dù tôi đã nhận được cái bản tóm tắt từ các bà này, nhưng mà tôi muốn xem qua cái chính sách này một cách chi tiết hơn đúng không? Nó muốn xem qua chi tiết nên nó ở trên nó mới nói là tôi muốn xem qua cái cuốn sách này. Là kiểu nói chung là vô công ty thì cái bài này bác sẽ nói cho em một cách gọi là summary, một tổng quát, nhưng mà kiểu như là nghe thì xương thì không biết là chưa đủ, nên bây giờ phải muốn cuốn sách này để xem chi tiết hơn đúng không? Vâng. Nói chung là chị nói một hồi cái hơi bị lộn xộn, nhưng mà hy vọng chị sẽ hiểu được ý chị. Có, em hiểu ý chị rồi, tức là nó đã được giới thiệu qua cái bản tóm tắt rồi, nhưng mà người ta thì muốn trực tiếp để tự đi tìm hiểu cơ. Ý chị thế đúng không? Đúng rồi. Nói một hồi cái nó loại ngon chị đi. Rồi, câu đại để xem. Thôi vậy vậy em phải điền luôn câu 145 thôi, tại vì nó lên qua cái đoạn trước. Rồi, bây giờ em dịch cái chữ but please do provide. Nhưng vui lòng cung cấp bất kỳ cái thông tin khác. Để cái gì đằng sau em chưa thì được. Bắt đầu câu 45, 46 thì em chưa làm. Ừ, đây là đây. Nhưng mà cung cấp bất kỳ cái thông tin khác. Vui lòng cung cấp bất kỳ những cái thông tin khác, cái mà có liên quan. Cái làm kiểu như là nó xin cái này đúng không? Nó xin cái này xong nó lại kêu cung cấp cho nó những cái thông tin thêm ấy. Nếu mà ví dụ như là em đi xin cái thông tin về cái chính sách đúng không? Thì em sẽ kêu là cho xin thêm một số thông tin khác nữa. Nhưng mà những cái thông tin này nó sẽ relevant là có liên quan ấy, có phải liên quan. Chị nước xuống dưới em xem mấy cái câu. Nó sẽ có một cái câu để liên quan đến cái từ bớt chỗ này. Em dịch bớt con này cho chị đi. Điều này có thể. Tài là cái document gì? Nó có thể chỉ cái tài liệu rằng tôi đã gặp tôi đang gặp như là tôi bị nhỡ ấy, tôi
tôi bị tôi... nói chung là tôi đang bị mất, tôi đang bị nhỡ. Cùng B là tôi đã lên lịch trở lại vào ngày thứ hai. Và câu C là vào thời gian này thì tôi muốn chấp nhận cái cung cấp của bạn, chấp nhận cái đề nghị của bạn. Đây là giờ điều này ra là đây là một vài những cái đi vi sự đây là một vài không phải nghĩ do có đây thể là một vài là cái gì nhỉ? sự thay đổi revise, sự chỉnh sửa, sự thay đổi em, Vâng, sự đây là chỉnh một vài cái sự thay đổi sửa. cần thiết để làm ạ. Liên quan đến tôi trước là nói chung là mặc dù là tôi đã nhận được cái summary từ bài này, nhưng mà tôi muốn review khi những cái chính sách này nó rõ ràng, nó chi tiết hơn, rồi chấm 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 rồi, nhưng mà vui vui lòng, nhưng mà có cái từ nhưng mà thì nó hơi dở dở, thì nó hơi kỳ kỳ, nhưng mà nó có nhưng mà chỗ này thì nó sẽ liên quan đến câu trước ấy. Nhưng mà vui lòng cung cấp những cái thông tin khác, bất kỳ những cái thông tin khác, cái mà nó phải liên quan. Chị nước của em những cái thông tin mà tôi muốn xem trực tiếp, cái mà thời gian này tôi muốn chấp nhận cái này, sự sửa đổi cần sự sửa đổi không A hay B đây à, em chọn A. Ở dưới là sự chỉnh sửa thì ở đây làm gì cái sự chỉnh sửa ở đây, cái sự thay đổi, cái sự chỉnh sửa gì đó là kiểu như là đó là cái document, cái mà tôi có thể có gọi là bị nhỡ ấy, là kiểu như là nó muốn cái thông tin này đúng không, còn nó kêu là this là ở đây cái mà gì policy, đó là những cái thông tin mà tôi đang bị nhỡ, nên vui lòng cung cấp những cái thông tin đó. Còn những cái thông tin nó phải liên quan. Rồi, câu 146 thì không, không dành cho chị, không dành cho chị đoạn cuối như không. Tôi được giới thiệu Instructor tôi được hướng dẫn. hướng dẫn để obtain là cái gì quên rồi Attend là kiểu gọi là đạt được, có được ấy. để đạt được cái huy hiệu nhận dạng trước thứ hai tuần tối ngày làm việc ngày tôi bắt đầu làm việc kể từ khi tôi cần có cái huy hiệu. Làm gì là bởi vì nha, bởi vì Bởi tôi cần. bởi tôi cần có cái huy hiệu làm ơn thông báo cho tôi sớm khi mà nó có sẵn Rồi. thì Bởi vì là tôi cần cái hy addition là thêm vào ahead thì phải sau ahead thì phải lấy cái danh từ find out. Find out là phát triển. Find out là kiểu như gọi là tìm kiếm, còn by xem là trước đó. Ok, đi Là bởi vì tôi thêm cần vào đó thì hãy thông báo với tôi sớm khi mà nó có sẵn. nhưng mà cái này mà thêm vào đó thì nó phải chấm, rồi in addition nó phải chấm cái này kết thúc câu, rồi nó với thêm với lại in addition là chỗ này nếu mà file thì cái này chưa có thứ là cái sai rồi, và chỗ này phải phải có dây phải ahead of là trước cái gì đó, là ví dụ như ahead of schedule là sớm sớm hơn lịch trình ấy, thì nói chung là nó phải có một cái danh từ nào đó thì chỗ này sai rồi.
Rồi in addition như chị có nói trước đó là cái gì chấm rồi tới in addition to gì đó. Cái thế này nó cũng không luôn. Đây xem cái này là dịch là trước đó thôi. Thì là tự như là tôi được hướng dẫn để có được cái IT cái chứng minh ấy trước trước ngày trước thứ hai tuần tới, cái ngày mà tôi bắt đầu, bởi vì tôi cần cái thẻ này trước đó. Thứ hai là làm đúng không? Thì bởi vì tôi cần cái thẻ trước đó nên vui lòng thông báo với tôi ngay sau khi nó có sẵn, ngay sau khi nó có rồi. Tại vì em thấy cái dấu phẩy kia, em nghĩ addition thì chỉ có đi với addition thôi. Tại vì nếu mà addition thì chúng ta phải là dấu chấm chấm xong rồi tới addition. Nhưng addition. Rồi hôm nay mình đã học xong cái bài luôn. Thì có câu nào gọi là bị lạ lạ à, có câu nãy lạ lạ. Câu hôm nay giờ sao nhỉ? Nói chung là thì chị vẫn nghiêng về câu B hơn. Câu A thì nghe cũng nghe cái from what's next day thì cũng hợp lý. Nhưng mà what's next day dưới này thì nó được đề cập rồi, nó được nhắc đến rồi, thì không ai nhắc đến là thứ hai đâu. Thôi nói chung là nếu mà kỹ hơn thì chị sẽ hỏi giáo viên bên lớp mình kỹ hơn nha. Chị sẽ thôi nói chung là thôi để qua. Nếu mà không có gì thì buổi học hôm nay kết thúc tại đây nha mọi người. Ngày mai để xem tuần sau là buổi cuối cùng ấy. Nên các em nhớ tham gia đầy đủ nha. Dạ vâng. Vâng. Chào mọi người. Vâng ạ. Chào chị. Chào chị, chào mọi người ạ. Chào mọi người.